Dạ, anh chào chị Minh Yêu, cô chú Minh Thương. Dạ, buổi chiều hôm nay thì mình cũng trở lại với đại đô thị sinh thái năm sao Khoai Ta Eco City. Dạ, hiện tại thì hôm nay trời nắng đẹp quá anh chị. Giờ này buổi chiều rồi, cũng năm mấy rồi. Nay em đi một vòng, quay vòng vòng ở bên dưới cho anh chị với cô chú mình coi chơi. Hiện tại là anh chị với em đang đứng ở đâu không? Đứng ở cánh cổng cuộc sống bình yên đường 835B. Chương trình còn có sự góp mặt của ca sĩ Dương Hồng Loan. Bên đây là những hàng cây mà anh chị. Hàng cây này là cây cóc. Không biết, không tưởng cây giá trị này là cây cóc. Nó đang về khoảng trăm mấy cây. Rồi ở đây là mình có sân đá banh buổi chiều. Rất là nhiều đội đá anh chị. Buổi chiều ở đây thể dục thể thao đồ đảo. Rất là nhiều đội. Rồi bên đây nữa. Bên đây thì mình có sân tennis. Sân tennis đây mình có hai sân. Đây là có thầy dạy. Rồi tập. Bên đây là mình có cây thốt nốt nè anh chị. Cây thốt nốt trồng ở giữa cái con đường đi. Cây thốt nốt này chưa có trái. Lá cây ăn tròn tròn thôi. À, để em đi nha anh chị. Giờ cho anh chị coi cây cóc này tròn tròn về đây ương. Ương rồi trồng. Trồng cây cóc và trái cóc. Trăm ba mấy cây. Giờ đây thì em gặp chú Ba. Chú Ba trồng cây. À, cây này, cây cóc này chắc ở Đồng Tháp anh chị, em thấy xe bạn ở Đồng Tháp trở lên là mấy cây này là mình ươm là mốt chắc cũng có trái luôn. Trồng vô mấy cái công viên. Buổi chiều anh chị thấy cái nắng còn rất là đẹp. Giờ đây là cánh cổng cuộc sống bình yên của đường 835B. Sau khi mà sơn lại rồi anh chị, nhìn mới tin luôn. Đây mình cũng có anh bảo vệ trực ở đây, anh này trực ca sáng, ca tối là có chú chia 2 ca. Nói chung là khu an ninh rất là ok luôn. Em đi đường nào có ta, bữa em đi vô đường D6 rồi. Buổi chiều cảnh quan buổi chiều. Gió hồi bữa nay có gió, mấy nay trời mưa dữ lắm anh chị, còn bữa nay trưa nó cũng có mưa nữa nhưng mà mưa không có lớn. Giờ thì có gió có nắng. Hôm nay đi đường này. Đi đường này đi. Đi đường tắt ra bờ hồ Khánh Sen. Buổi chiều ở đây thì có hai cô đang đi tập thể dục buổi chiều. Trên những con đường, ở trên những gì đó, dưới những hàng cây sa la. Sa la này thay lá hoài luôn. Ở này em vô đường này nha.
con đường này là con đường 7 mét. Con đường 7 mét có chiếc xe, xe này xe ủi với chiếc xe lưu, lưu nhỏ, lưu bự. Chiều rồi, nên giờ nghỉ làm rồi. Đây cho anh chị coi cái mẫu nhà gốc xẻ khe nè. Bên dưới đó anh chị, quá trời cửa sổ luôn. Bên hông thì có cái đường đang vô hoàn thiện. Mấy mẫu lan can lục bình nhìn đẹp lắm anh chị. Chứ đây thì mình có thêm cái mặt tiền nữa. Còn bên đây là mình có dãy nhà hướng Tây. Buổi chiều nắng đẹp quá. Có những ngôi nhà hướng Tây anh chị. Bốn ngôi nhà hướng Tây gần với bờ hồ Cánh Sen. Đây mình có con đường tắt đó nè, con đường tắt đi vô bờ hồ Cánh Sen, con đi vô cái là cái vòm này đi. Lại đây xung quanh ha, bờ hồ Cánh Sen có mấy cái hàng cây này nè anh chị, có mấy cái vòm đi vô. Ồ, bữa nay nước mưa mới mấy cây mà nước ở đây anh đi dùng luôn. Này là cảnh chiều nha anh chị, cảnh chiều ngoài bờ hồ Sen. Giờ đây thì mình chạy bộ xung quanh bờ hồ Cánh Sen. Chắc làm được hai vòng quá là một hôi ra. Chiều thứ hai em đi vô con đường Sưng Ngọc xong rồi, giờ này mấy bác hờ hồ nghỉ hết rồi. Bây giờ yên tĩnh lắm. Đã bà con cô bác mình đi ra mình đi tập thể dục được. Ôi nhà của anh chị cũng đang dọn về ở luôn rồi. Đây mình có mẫu gốc xẻ khe nữa nè anh chị. Còn
một gốc xẻ khe. Năm rưỡi 22. Chắc tới thằng Tâm mà đứng đây dòm lên rồi, cao quá. Mã nền là BM414101. Xài mùa này thì chưa có xài, tuyến đường này thì có rất là nhiều trái sâm bu chê nhỏ. Bên kia thì em đang thấy mấy bạn nhỏ đang đi dạo. Trong mấy đường công viên này nấp chơi thoải mái lắm anh chị. Sắp hao giờ buổi chiều ngoài kia chưa có gì mới hết, chuỗi cửa hàng cửa hàng quán cà phê đâu mình chưa hoạt động, chứ cũng đang bố trí thêm phối cảnh cho cái vườn Nhật nữa. Đang quẹo cho đường đêm 11 đây. Âm thanh rất là thiên nhiên. Tư. Anh Tư. Dạ. Hoàng hôn. Ngôi nhà của chị Nắng Sài Gòn. Phòng bự lắm anh chị, bữa em lên chảnh rồi, phòng rất là bự. Để em đạp như vòng đi cho đổ mồ hôi ra, xong rồi em về. Cảnh quan buổi chiều thứ hai ở Phai Ta. Với đường trục chính đại lộ Thiên Trường. Em đi ra đường D2 đó nha anh chị. Giờ đây thì em thấy bụi tuyết sơn vi hồ
cũng đang ra bông. Bên đây em thấy khi mới vậy đang ngồi và giữ căn hoa hao. Rồi giữ căn này hoài anh. Rồi cảm giác nó 24/24 đó. À. Không thì thấy ở đây bông hoa đồ trồng nhiều lắm anh chị. Đây có cái cây lập vườn nè. Mới hai lá xong. Cốc ở bên đây cũng trồng rất là nhiều. Bữa em cũng ăn được mấy trái. Ăn lấy lọc. Nắng chiều. Dạ, thôi em đi anh Kim ơi. Bye bye. Đi ra chú chim bồ câu trắng. Vô đây nhiều chim lắm anh chị. Chim ở trong đây nhiều lắm. Đây cây bự không à. Chim về nhiều lắm. Này sang đúng rổ. Giờ đây em quẹo qua nhà đường trà lũ chung nha anh chị. Đường trà lũ chung. Vô tới đây thì nắng lên lại nè. Nhìn những hàng cây giá trị của con đường trà lũ chung. Nhìn có chiều sâu đó anh chị. Tuyến đường này phải nói là tuyến đường đạp xe đạp, đi bộ, tập thể dục đã luôn. Xài nữa. Ở đây với ngoài đầu đường mình có mấy cây xài cổ thụ nữa, bự lắm. Giòn, cây này là bự rồi. Mấy cây kia thì thân dừa. Đó, anh chị thấy con đường có rất là nhiều chiều sâu. Đi ra ngoài đường 835, rẽ trái thì mình về Gò Đen, mà rẽ phải thì mình xuống trung tâm Cần Giuộc. Wow. Nắng rọi đẹp quá. Những tuyến đường đạp xe đạp. Những con tuyến đường hông hết anh chị. Ở dự án mình thì mấy cái đường mà nối liền giai đoạn 2 thì thông ra ngoài giai đoạn 2 luôn. Đường D11, D6, D7, D8, D9. D11 thì nói liền giai đoạn 2 luôn. Để em lại góc ngã năm. Động cái quay nhạc của Nga.
Rồi nắng chiếu vào đẹp quá. Và một cái tông màu nắng vàng nhạt nhạt. Cây đó không vậy? Hôm nay mình cũng có hàng cây nữa mà. Đó, nhìn đẹp ha. Rồi ở đây nè, để lại cho anh chị với cô chú mình coi cái mỏng quá không? Cái mỏng nhà mà mình đường này mà không có cái vòng cái vương miện như cái chớp á. Vô lô thường thì mình cắt ở trong, không có cái dương miệng với cái chớp. Nhà gốc mới có. Có mấy con cúc nhỏ đang đi nè. Thiên nhiên quá. Dạ, đây là đường D8 Long Thượng. Mấy nay chờ không có nắng, chờ mưa. Hôm nay chờ đẹp quá. Em đi vô được công viên vườn mít anh chị, cho anh chị với cô chú con mít được. Mít đợt này ra nhiều lắm. Mít nhỏ. Cái mấy trái nào bự bự lắm. Cái dừa anh chị, mà trái mít bự lắm, rộng luôn, đang vô mùa. Rất là nhiều mít. Xoài mùa này thì đang ra bông. Đã ra đường đại lộ Nam Phương nữa.
sau khi đi một vòng thì mình cuối cùng Hồ Sen thì buổi chiều bà con cô bác rồi mình ghé Hồ Sen hóng gió tập thể dục rất là nhiều. Rồi thôi, tới đây thì em cũng xin kết thúc đoạn video ngắn của em tại đây. Dạ thôi, em chào anh chị Minh Yêu, cô chú Minh Hương. Chúc anh chị với cô chú có một ngày đầu tuần thật là vui vẻ.